Chào cả nhà. Đến với kênh YouTube của em Đức Tâm Vlog. Hôm nay em đang có mặt tại chợ đầu mối nông sản Hóc Môn vào một buổi tối rất là nhộn nhịp. Tại đây rất là nhiều tiểu thương kinh doanh buôn bán rất là nhiều mặt hàng nông sản tấp nập tại chợ đầu mối Hóc Môn. Đây là phía bên ngoài chỗ dãy rau củ, có rất là nhiều xe cộ neo đậu lên đây để di chuyển hàng hóa về các khu chợ trong thành phố Hồ Chí Minh. Đây là các tiểu thương đang tấp nập mua bán hàng hóa trong chợ. Chợ nông sản Hóc Môn vào mỗi buổi tối thì rất là nhiều tiểu thương đến đây kinh doanh buôn bán thật là nhộn nhịp. Bao nhiêu đây?